Cái này chắc lấy đũa mình chọc thôi nhỉ, chứ cái này đồ gắp nào mà gắp được nó. Có đủ về đó mà. Kẹp không cái sĩ á, cái sĩ á, ấy sĩ cũng được chứ muốn nhậu 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 ngay nắp á. Đây cây sam á, lụng đi vô nó dứt lên như giá cái gì? Cái này xiên thì nó lên dễ hơn. Cái xiên á, xiên nắp á. Chứ gắp, gắp nhiều khi là nó yếu, nó yếu quá nó tuột. Cái gian lá này tuột mình á. Dạ mà, không rồi, sắp sắp có vẻ được rồi. Tại cái này nó còn ra thêm mỡ dầu lắm mà. Đỡ răng. Dạ. Đỡ mấy mình đổ nhau á. Rồi sao tới này còn tới dọn chưa? Tức là nói chung là vừa đến cái, tức là thấp nhất là cái vạch mà ở trong nồi ấy là được rồi. Có cái dọn chưa? Chưa. Dọn cái chứ này đẩy một lần quá bích qua. Nắng gớm mới là nó dẫn thằng chá là quần rồi. Nói chung cái nào cũng vậy hết. Bỏ vào nó nổ. Nhưng kiểu miếng thịt nó còn tươi ấy. Thịt đông lạnh nó còn nổ nhiều hơn nữa nhỉ. Rồi. Gà nó chín đều hơn. Sáng hôm nay mà. Cứng ha. Sao mà không không lại nữa hả? Tức là hâm lại cho nó nóng thôi. Đấy là mã để luôn, nếu làm tết để mã luôn không? Không, nó chỉ là nó chỉ vừa làm ôm sát cái cây đấy thôi. Nó bảo vệ đúng cái cây đấy thôi. Bảo vệ được cái ấy điện mà hay nó ra qua thôi mà. Rớt xuống đây được không? Rớt cái gì chị? Bình thường, bình thường đâu sao đâu. Bình thường đúng không? Vâng. Thì khi mình sợ, thí dụ như cục này nó căng xuống đây là nó sẽ rớt. Không ảnh hưởng gì hết. Đâu vì sao? Tại vì có cái miếng kia nó bảo vệ rồi. Bảo vệ như kia là đâu sao? Đi đẹp hả? Bây giờ với lại nó ra nhiều rồi. Ra nhiều. Nó nóng ở ngoài này nó cũng nóng nóng thôi đúng không? Nó có, tức là khoảng cách của nó, tức là cái nồi này cách cái thành này khoảng tầm một đốt tay, một đốt tay, nửa đốt tay, nên là nóng thì nó vẫn hơi nóng, lúc mà sôi nó vẫn hơi nóng, nhưng mà nó không đáng kể. Nói chung là đụng vào thì nó không phỏng tay được, không phỏng tay. Nhưng mà có quai được cái là mình tiện là nó không sợ trơn trượt rớt ra đúng không? Ví dụ nhiều khi không có quai ấy, trơn dầu trơn này, tuột một cái là cái này vào người là xong luôn ấy. Nhưng mà cái này có quai nó tiện hơn. Vâng. Cái bếp nhỏ bắt đầu đi, bếp được đâu, bếp quái rồi.